Em cũng hết sức chăm sóc bạn rất là tốt. Em bị tiếng xác tình đó chị. Ba mẹ em không chọn vì sợ em bị ăn hiếp sau này. Bây giờ thì chúng ta sẽ gặp một cặp vợ chồng tiếp theo. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ họ. Xin chào hai em. Dạ, chào anh. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Kim Bé, em 30 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Dạ, em tên là Bé thôi nhưng mà người em không có bé. Thế còn em? Chào anh chị, em tên là Thành Nhân, em năm nay 29 tuổi rưỡi. Em làm nhân viên kỹ thuật. Bé, Nhân. Dạ vâng. Dạ. Hai em là gặp nhau trong một trường hợp nào? Dạ, tình cờ là em đi đám cưới với một người bạn. Mà lúc mà đi vào đám cưới thì ai cũng tưởng đó là anh đó là bạn trai của em hết á. Nhưng mà không phải, anh đó đi vô cánh bỏ em một cái bàn khác. Em bơ cù bớt vậy đó. Cái em thấy bạn bên kia sơm tụ lắm anh. Cái em mới đổi nước ngọt sang bia qua giao lưu. Đi với em xong rồi bỏ em bơ vơ. Dạ. Bực mình đổi từ nước ngọt qua bia qua giao lưu với anh này. Dạ. Thế là dính thành chồng, thành vợ. Dạ chưa anh chị. Tại vì lúc đó thì tụi em cũng chưa có quen nhau. Thì ấn tượng đầu tiên của em á thì cô bé này rất là sexy, gợi cảm nhưng mà bị bỏ rơi. Thì em thì em là cu mang thôi. Em thấy bạn này cũng cầm ly bia thì em cũng mời ly bia. Em cũng hết sức chăm sóc bạn rất là tốt nhưng mà bạn không sai mà em là sai. Còn em có ấn tượng với chồng em không? Dạ không chị, lần thứ hai gặp nhau ở nhà văn hóa thanh niên á, thì lúc đó em đang tham gia cái chương trình diễn văn nghệ á, thì lúc đó em đang mải mê diễn thôi, còn anh này thì làm bảo vệ phòng diễn. Cái em đang diễn vui lắm, cái tự nhiên em bắt gặp em thấy ai đó mà nhìn em chằm chằm luôn vậy đó, cái tự nhiên em bị tiếng xác tình đó chị. Thôi lúc đó là chắc có lẽ là em say sưa với cái sắc đẹp của cô này đúng không? Cái ấn tượng là do là cái câu bộ nhân nhã thanh niên á thì mọi người đều rất là trang phục nhã nhã. Nhưng mà vấn đề là bạn đó thì lại mặc cái áo thun, ba lỗ, quần sọt, giày thể thao. Nói chung là lúc đó là em làm vị trí là đội trưởng đội an ninh trật tự phòng diễn á. Nhưng mà tự nhiên gặp bạn này xong là em bỏ luôn vị trí. Thôi. Lúc đó sau diễn đi ăn á thì lúc đó tụi em mới có cơ hội làm quen với nhau. Nhưng mà lúc đó chỉ là bạn thôi. Đến bao lâu thì hai người mới thực sự quen nhau? Khoảng 3 năm sau lận. Em đã say nắng cổ như vậy rồi mà 3 năm em mới tỏ tình. Thì tại thời điểm đó là em cũng có quen vài bạn rồi. Em chỉ ấn tượng về bạn thôi chứ em chưa thật sự là yêu. Rồi từ lúc yêu cho lúc cưới nhau thì bao lâu? Dạ 4 năm. Mà quen nhau có 1 năm à anh. Biết nhau thì lâu nhưng mà yêu nhau có 1 năm thôi. Nhưng mà sau đó em chia tay 9 tháng em mới quay lại. Chà. Lý do? Dạ nói chung là tại vì em thấy anh này còn trẻ con quá với lại giống như là lúc đó mới ai cũng ra đi làm á, thấy tương lai bấp bê lắm, còn xung quanh em thì vệ tinh nhiều quá cho nên là suy nghĩ có một nhiều sự lựa chọn suy nghĩ. Cái đó không phải là một chiều nữa anh, mà một chiều thứ hai nữa thì bên em cũng có là do là ba mẹ em cũng không đồng ý cô này. Do ấn tượng lần đầu tiên á là em cũng dắt cô này về và giới thiệu cho ba mẹ em, nhưng mà cô này thì lại rất là dạng, rất là mạnh mẽ và dữ nữa. Ba mẹ em không chọn thì sợ em bị ăn hiếp sau này. Gia đình bên ông xã em trước khi cưới cũng không có đồng ý cho cái chuyện mà lấy em. Lúc đó thì em suy nghĩ như thế nào? Thì lúc đó tụi em chia tay rồi, nhưng mà sau thời gian quay lại mà giống như là có tình ý với nhau đó, quay lại hẹn hò nhưng mà giấu, không có công khai nữa. Thì vô tình thôi, bác sĩ bảo cưới thì anh này anh về anh kêu ba má anh qua nhà em. Thế thì qua xong rồi ba mẹ hai ba gia đình nói chuyện, nhưng là mẹ anh này thì không có tin là em có bầu. Nói chuyện xong rồi đó cái em nói thôi về khỏi cưới đi. Tại tự ái mà. em nói với anh này nó thôi em về em làm single mom. Thì anh này anh thuyết phục mẹ ảnh xong rồi bắt đầu thì hai bên mới bắt đầu tiến hành hôn lễ với nhau. Ở nhà con em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con em được 3 tuổi rồi. Lấy nhau bao lâu? Tính đến thời điểm này tụi em được 3 năm 5 tháng 6 ngày. Rồi bây giờ thì mẹ chồng em cưng em không? Chỉ có 2 từ là tuyệt vời thôi. Ba mẹ chồng rất là thương em, giống như thương em con gái trong nhà vậy đó. Còn ba mẹ em thì thương anh này giống như con trai trong nhà vậy đó. Tại vì nhà em không có con trai. À giống như đổi con vậy đó. Ba, từ lúc mà lấy nhau rồi là em ở bên gia đình chồng à? Dạ không, em ở nhà riêng. Nói giờ có đánh chồng vậy? À, dạ chưa. Như vậy là mẹ chồng em đâu còn lo nữa đúng không? Dạ. Bạn mẹ chỉ có đánh em thôi à, chứ em chưa dám. Có đánh không? Không gì nó một lần à. Thì em được bình thường em có tính cũng rất là nóng, mà bạn này còn nóng hơn em nữa. Vô tình thì lúc đó em kiềm chế không được mà trong người lại có hơi men rượu thì em anh xô em vào tường, xong rồi lúc đó em nói là chỉ có chia tay thôi chứ không có sống nhau gì hết. Xong rồi em mới bỏ đi.
anh này ảnh chạy theo sau xin lỗi. Thì em nhất định là nói là thôi không có xin lỗi gì hết, chia tay nhau đi. Khoảng một tháng sau á thì tụi em mới làm quà lại với nhau á. Rồi sau khi cưới nhau về, em vỡ mộng về vợ của em nhiều không? Cái mà vỡ mộng đầu tiên á là cứ mỗi lần giận lên là nói em làm sung mâm, em không muốn cần anh nữa, anh cứ đi đi. Thì em cứ nghĩ là cái hôn nhân là cái kết nối hai người, nhưng mà vấn đề là bạn đó vẫn giữ từ cái trước hôn nhân và đến sau. Cái tư tưởng đó đó, dạ, phải không? Vâng. Rồi còn cái gì nữa? Cái hai là cực kỳ nóng, với một cái nữa là giận cá chém thớt. Thì con cá thì ở đâu thì em không biết, nhưng mà cái thớt luôn luôn là em. Dạ. Trời ơi, còn là vợ có nghe không? Hai đứa em thì một quan điểm thôi, không bao giờ ghen. Là nếu mà thương thích ở đâu ở ngoài á thì cứ dắt về ở chung, chứ không cần phải lén lút, mà lén lút ra là lớn chuyện. Ủa là sao không em? Dạ là giống như là nếu mà em có bạn gái thì cứ công khai dắt về thì vợ em chấp nhận. Nói chung là anh em mà có bồ nhí ở ngoài á thì cứ về nhà sống chung, chúng ta sống chung một gia đình. Đừng có cái kiểu mà giấu giấu giếm giếm để em phát hiện. Đó là tụi em mới suy nghĩ thôi đúng không? Chắc em nghĩ là em mà nghĩ rồi thì em sẽ hành động được. Em có suy nghĩ đó không? Nhưng mà biết bạn này không em dám thì em rất là ghét cái suy nghĩ đó chị. Tại vì thứ nhất là không có tin tưởng chồng. Thứ hai là từ lúc nhỏ em là không có tính lăng nhăng bắt cá hai tay gì, bắt hai tay thế nào cũng chụm con à. Thì thôi cứ theo thứ tự rồi xếp hàng đi. Dạ. Quan điểm của em là rõ ràng vậy đó. Nhưng mà em đã thấy anh giấu bao giờ chưa? Chưa, tại vì anh này chưa bao giờ có bồ. Vậy sao em lại tuyên bố như vậy? Tại vì em phủ đầu hả? Phủ đầu hả? Quánh phủ đầu hả? Tại vì mình phải cảm giác cảm nhận là chồng mình đã có kiểu lén lén lút lút rồi thì mình mới quánh phủ đầu kiểu đó chứ. Còn nếu mà chưa có cái gì mà em nói vậy thành ra là vẽ đường cho hươu chạy. Ví dụ như em mới chấp nhận cho cái chuyện là cô này nếu như cô có bồ thì cũng dẫn về nhà. Chúng ta đều sống chung. Quan điểm em thì là nếu không còn thương nhau thì nói thẳng, thì cứ nói thẳng và mỗi mạnh ai nói đi, chứ em không chấp nhận là cứ về ở chung rồi lại xích mích nữa. Đúng rồi, bạn này nãy bạn nói bạn ghét cái tư tưởng nó lắm mà. Đúng nhưng không? Mà vợ em cười nói vậy thôi chứ không thế nào mà đêm ông nằm giữa hai bà hai bên đúng không? Em cũng muốn thử lắm. Trời ơi em đừng có dài, cái đó người ta kêu bằng em thử dao đó, cái đó là tự mình lấy dao mình cắt tay mình á. Thực ra mà nói cái điều mà em nghĩ đó, cái tư tưởng đó của em á, chị là phụ nữ mà thì chị cũng muốn chia sẻ với em là em nên thôi cái suy nghĩ đó đi. Theo cái quan điểm của chồng em chị thấy đúng hơn, có nghĩa là không yêu nhau nữa thì thôi, chia tay, chấm dứt, không khuyến khích cái đó. Chắc là thay là thời điểm này thì suy nghĩ vậy, nhưng mà chắc sau này sau chương trình này em sẽ suy nghĩ khác hơn. Đúng rồi, chị hỏi em nè, em có yêu chồng em không? Hồi trước thì yêu ít thôi chị, bây giờ thì cũng yêu ít chút. Là sao? Ở đó yêu ít rồi bây giờ yêu ít chút là sao? Dạ em yêu là... con em nhiều hơn. Ồ, coi như con là số 1 rồi chồng là dạ, là thứ nhì. Vậy bây giờ anh hỏi nha, chồng em khi mà thể hiện tình cảm dành cho em từ lúc yêu cho đến bây giờ, dạ, chồng em có luôn luôn nói rằng anh yêu em không? Nói chung là anh này thì thường xuyên nói là anh yêu em, nhưng mà ảnh rất là thèm cái câu là em nói lại là em yêu anh, nhưng mà hầu như là ít lắm. Từ lúc quen nhau tới lúc kết hôn, đến lúc con hơn 2 tuổi rồi vẫn chưa nói được câu đó. Em dụ dỗ bằng cách nào mà em, nếu mà em cho bánh, cho kẹo rồi em dẫn đi ăn á, em nói yêu anh không? Không. Có nhắn tin không? Không, chỉ có gần đây thôi. Lý do tại sao gần đây mà em lại nói được điều đó? Thì tại vì chắc là cũng cảm động á chị. Nhiều cái anh ấy làm được cho nên là em tổng hợp lại. Nên em thấy thôi cũng hết thời gian thử thách rồi, cho nên là hết thời gian thử thách rồi. Có nghĩa là sau thử thách là em sẽ dùng cái chữ đó thường xuyên hả? Dạ, nói chung là bây giờ thì tụi em cảm thấy là hiểu nhau hơn. Vậy là tốt rồi. Bây giờ em nói về chồng em đi. Hồi nãy là chồng em nói. Đúng rồi chị, em rất là muốn nói cái tính xấu này. Bây giờ đó, khơi rồi đó. Bây giờ trước khi khơi điều xấu ra giờ anh muốn nghe ba cái từ em yêu anh trên sân khấu này nữa. Mọi người có muốn nghe không ạ? Thật lòng nghe. Nói đi em. Anh biết mình sẽ rất khó nhưng mà thử đi. Sao nó không được anh ơi? Không, thực ra là có một cái tác động gì đó ở ông xã thì em nói sẽ ngọt hơn, sẽ dễ hơn. Tự dưng bây giờ mà nói thì cũng khó, đúng không? Khơi cái gì đi đó. Em chia sẻ một chút trước khi em hành động. Tại vì cái thời điểm mà tụi em kết hôn á thì em thực sự là nó cái phần cầu hôn á nó cũng không được chỉnh chu cho lắm. Là do là em cũng chỉ là đơn giản là cầm một chiếc nhẫn và đứng trước cửa nhà kêu bạn này xuống và quỳ xuống nói em đồng ý làm vợ anh nha.
chưa chờ bạn này nói câu nào hết thì em cứ kéo tay và đút nhẫn rồi em đồng ý nha. Nói chung là bị cứng hôn đó chị. Nhưng cơ hội này thì em cũng nghĩ đây là cơ hội để em thể hiện. Mình quen nhau được lâu rồi, anh chưa có tạo cơ hội nhiều để mình có một cái kỷ niệm thật đẹp vào ngày đẹp nhất của mình. Hôm nay anh nhân cơ hội này, anh muốn nói với em, anh yêu em nhiều lắm. Đồng ý làm vợ anh nha. Yêu anh. Đó. Dễ thương quá. Rồi bây giờ bắt đầu dập mặt đi. Nói chung là có hai điểm thôi anh chị, là thứ nhất là ham nhậu, với lại một cái nữa là bạn này không có tạo bất ngờ gì hết trơn. Đôi khi em thấy xấu muốn chán lắm chị ơi, toàn là em làm bất ngờ không à. Vậy hả? Dạ. Ví dụ như em nói là anh em thấy chỗ này nè đẹp lắm nè, thì ý ra là bạn này nói ngày nào đẹp trời cái là anh dẫn em đi thôi. Em rất là thích cảm giác nó mới như vậy. Còn bạn này không có đâu, tới chút em nói xong rồi bắt đầu em gọi em lập kế hoạch ra hết rồi đó chị, ABCD hết rồi chị có thực hiện thôi đó. Ồ vậy đó hả? Cho nên đôi khi em thấy ra ngoài có nhiều người tán tỉnh em thấy ồ sao nó hấp dẫn. Trời tới giờ luôn. Tới lúc em cũng bị siêu lòng vậy chứ anh. Nghe em chưa? Sao em mong muốn vợ em thay đổi gì? Ít biến em thành cái thớt. Cái thớt mà nói chung là cứ đâu chuyện đâu cứ về cứ càm ràm em hoài. Còn cái thứ hai thì vợ thay đổi cái suy nghĩ, cái single mom đi. Ngày hứa. Thì chị thấy vậy nè. Thứ nhất á, là chị nhìn tụi em á, tụi em là một cái cặp rất là xứng đào xứng kép. Chồng cũng đẹp trai, vợ cũng đẹp gái. Thì chị chỉ mong rằng á, là như vậy nè. Khi mình có được một cái điều gì đó nó hết sức là quý, cái một cái gia đình đầm ấm hạnh phúc mà mình lại được một cái người chồng của mình yêu thương mình ha, mình ráng mình giữ. Chứ mà mất rồi á, là kiếm không có ra. Thì chị chỉ có một cái chia sẻ với em như vậy thôi. Là việc rõ ràng á, qua cái câu chuyện của tụi em thì chị cảm nhận rằng chồng em rất là yêu em, yêu và chấp nhận tất cả những cái gì mà em đang có. Nhưng mà em lại không có chấp nhận một số thứ mà chồng em đang có, em muốn hơn nữa. Nhưng mà chị nghĩ rằng chồng em như vậy là ok rồi đó. Chỉ còn một cái điều lưu ý thôi là nếu mà cổ muốn có những cái mà để tạo cổ, cái đó em làm thừa sức mà, đúng không? Thì tại sao em cứ phải nghĩ là phải nhường cho vợ chủ động những cái đó? Có vài lần em cũng làm thử rồi nhưng mà quay lại nó lại tác dụng phụ chị ơi. Em phải tìm một cách khác. Đôi lúc một hai lần thì đâm ra. Thôi tối nay làm liền đi. Chứ có gì nó bất ngờ làm hồi liền. Hồi nãy là đi. Bất ngờ đó. Hồi nãy là bất ngờ. Chị thề với em, hồi nãy là chị nhìn trong mắt vợ em một cái sự bất ngờ mà có sự hạnh phúc vô cùng. Nước mắt vợ em rơm rớm luôn. Đêm nay làm cái bất ngờ đi. Kiếm tiền của tí nè. Rồi cảm ơn em. Rồi cảm ơn chị. Trời ơi thiệt là một cặp xứng đôi. Các em tự giới thiệu về mình đi. Xin tự giới thiệu, tôi là Lê Xuân Khánh, sinh ra tại Đắk Lắk và hiện đang công tác tại trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thùy Nga, em 25 tuổi, em đang làm điều hành tour du lịch. Một người thì ở bên văn hóa, một người thì bên du lịch. Có lẽ là các bạn gặp nhau ở một hoàn cảnh rất là lãng mạn, đúng không? Em nghĩ chắc có lẽ là Khánh đi du lịch và tình cờ gặp Nga, đúng không? Ở trường hợp này chắc là không. Đôi duyên là hai bạn gặp nhau. Dạ, tụi em gặp nhau tại trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Em là sinh viên, còn anh là cán bộ của trường Đại học Văn hóa. Vậy thì cái ấn tượng đầu tiên mà ảnh em nhìn ảnh gì vậy? Nhìn cũng hay, nghiêm nghiêm. Cổ là thí sinh, em có chấm cổ không? Hay dạ. Là cổ vô học rồi thì em? Cô vào học rồi mới quen. Ấn tượng ở trong em về Nga lúc ban đầu là như thế nào? Cái mái tóc vàng, còn chuyện. Đặt vào mắt Nga. Nhưng mà ấn tượng thích hay là ấn tượng không thích? Lúc đó thì còn thích. Thường đàn ông là vậy đó. Chị ấn tượng chị Vân, em chưa thích, rất là chưa thích. Vậy thì lúc nào thích? Khoảng 2-3 năm sau mới thích cơ. 2-3 năm sau? Trời ơi, dai dẳng vậy đó em. Thì trong 2-3 năm đó thì em làm gì để cho anh thích? Khi mà tụi em cùng tham gia văn nghệ á, ảnh là người đưa cho em cái đĩa để về em nghe và em hát. Thì khi xưa là em tham gia đoàn văn nghệ. Em có nhớ bài hát đó là bài gì? Bài hát đó là bài ngày đầu tiên đến trường. Là đầu cái bài đến của Đức hả? Không, bài đó là bài của Mỹ Tâm hát đó chị. Hát đâu rồi, đâu, thêm hát. 2-3. Nào ai ơi biến trăng, bao thầy cô năm xưa giúp ta hiện giờ thấy như sao bỗng dưng e ngại. Hay quá, e ngại. Và từ đó là e ngại trong mắt của ảnh luôn, đúng không? Lúc đó em nhớ là em vào đầu năm học á, thì em hát đó là 20 tháng 11. Xong rồi sau đó nữa thì là tới Noel. Thì cái anh này là ảnh rất là khô cứng mà ảnh rất là cọc cằn, nói chung là nghiêm lắm, hình như là ai cũng sợ đó. Ồ vậy hả? Dạ, sợ. Em cũng sợ nhưng mà thấy cũng hay nên mà càng sợ thì càng thích tìm hiểu. Rồi. Dạ, sau đó thì em mới tặng quà
Em tặng quà. Em tặng quà. Là em theo đuổi ảnh. Dạ đúng rồi. Dạ. Vậy em thì nhận được món quà chắc thích lắm đúng không? Em học quà rất là to. Mở ra. Một lớp. Lớp gì? Bọc. À, mở thêm lớp nữa. À. Mở hoài tới lớp thứ 10. 10. Mở ra một viên sô cô la với túi bọc. Là một cái bánh, một cái bánh khúc cây nhưng cái ngày nhân cái dịp lễ Giáng sinh ai giờ mở ra sô cô la nhỏ xíu, không té cũng muộn. Em đeo đuổi trong bao nhiêu lâu? Anh nói là 2-3 năm mới thích chứ thật ra là em đeo đuổi mới có mấy tháng là anh đổ à? Đổ sau món quà hay trước món quà? Dạ sau món quà nhưng mà vẫn sau thời gian nữa, tức là món quà đó vẫn chưa là hệ hướng gì với ảnh hết. Mình cảm giác là cô này cho mình cái món quà này chơi mình đây, mình suy nghĩ như thế. Chưa, lúc này chưa có suy nghĩ gì về phía cạnh khác. Cho hỏi nhỏ nha, cô này là người chủ động theo đuổi em, vậy thì ai là người chủ động tỏ tình? Cô ấy luôn. Không phải là em mà là anh ấy. Cô ấy theo đuổi mình và có vài cái động tác cử chỉ. Ý anh nói là cử chỉ tỏ tình thôi, chứ thật sự lời tỏ tình đầu tiên là anh chứ không phải là em. Đó. Bây giờ chị không thể hiểu được bây giờ cái động tác nào mà em cho rằng cô tỏ tình với em. Có một cái chi tiết cái này là lúc cô ấy hát văn nghệ, cô giao cái đĩa cho bà xã để tập. Tập xong rồi mình đòi lại cái đĩa không trả. Rồi bây giờ đang muốn hỏi cái người nào mở lời tỏ tình đầu tiên. Chắc là có lẽ là mình đấy. Đó, đó. Đó giờ anh đã ra rồi. Bây giờ anh đã thú nhận rồi. Nha, kể đi rồi. Cái câu tỏ tình đó làm sao? Lúc đó là lúc ở Hà Tiên, chồng em với em đi cùng với nguyên một đoàn đội văn nghệ với lại những sinh viên ở trường. Cái buổi khuya hôm đó, hai đứa em mới đi ra ngoài biển để dạo, nói chuyện qua lại. Anh nói là phải chi em là sinh viên khác trường. Thì lúc đó thì hai đứa mới quen nhau. Anh cho em là thời gian là đợi 3 năm nữa đi. Là 3 năm nữa? 3 năm nữa đi em ra trường á. Anh nói như thế thì em mới nói là em cũng đồng ý nhưng em vẫn có thể quen người khác. Chứ ảnh cũng có thể quen người khác nếu mà cảm thấy không thích nhau. Sau đó thì ảnh mới thấy như vậy thì mới chập tay mình luôn và ảnh nói là hãy làm bạn gái của ảnh. Lý do gì mà bạn lại ra một cái thời hạn là trong 3 năm nữa mới đáp lại tình cảm của cô? Trước đó mình có quen cô bạn gái đó. Từ đó, bắt đầu thấy kim trong bọc mới lòi ra. Rồi sao mình có cái lời hứa nhỏ thôi, chờ khi nào cô ấy có chồng đi mình quen. Trời ơi, vậy có nghĩa là các bạn gọi là tự vượt lên chính mình để mà đến với nhau đúng không? Quen đâu được bao nhiêu lâu em? Dạ tụi em quen cũng được 4 năm. 4 năm suôn sẻ không? Dạ giận hờn chia tay nhiều lắm ạ. Cái giai đoạn mà giận nhau lâu nhất là bao lâu? Đôi khi cũng vài ngày thôi nhưng mà người chủ động vậy. Ồ em tự giận xong em tự quên. Tự quên luôn á. Lúc mới quen nhau á, có một cái người bạn khác nữa là rủ là cùng đi chung. Thì em mới nói là nếu mà đi chung thì em không đi nữa, em đi về. Chồng em thì lại nói là cứ đi chung. Em tức quá em nói là bây giờ mà anh mà không về thì em nhảy xuống xe. Wow. Rồi sau đó anh chạy chậm lại một tiếng. Tức quá nhảy xuống xe luôn. Lúc đêm mang giày cao gót vậy nè. Trời. Mà em xách cái đôi giày cao gót. Em đi bộ về chắc gần 2 cây. Lúc đó cảm giác em sao? Nghĩ lúc đầu cô này hiểu thật năng nỉ. Có giận thì giận thôi lên xe trở về. Em nói không là không. Cứ lẻo đẻo ra sao vậy đó. Em theo được khoảng cây số. Tính em là không lên thôi. Quay xe mình. Trời ơi lúc đó em giận lắm chứ. Em mình thì mình con gái mà. Mình cứ nghĩ là mình giận rồi mình cũng khóc một tí. Thì mình cũng nghĩ là con trai thì phải đi theo người ta một tí. Năng nỉ người ta cũng. Mình coi thử độ kiên trì tới cỡ nào. Ai ngờ đâu mình quay qua quay lại chút chạy đâu mất tiêu mình đi bộ về. Mà cái đó là giận. Có khi nào mà lên đỉnh điểm là hai đứa chia tay nhau? Dạ có luôn. Đúng đó mấy năm? 4 lần chia tay 4 lần. Chia tay 4 lần. 4 năm 4 lần. Vậy chi là 1 năm chia tay 1 năm? Chia tay 1 năm. Lý do sao chia tay? Lúc đó anh đi làm rồi. Còn em á vẫn là sinh viên vẫn đang đi học mà. Nên là mình cũng muốn người yêu quan tâm mình một tí. Nhưng mà ít quan tâm không có giống như sinh viên mà quen sinh viên. Nên là lúc đó mình cũng bị khó chịu. Nhưng mà nói gì nói hai bạn vẫn là một đi đôi mà đi đến hôn nhân. Vậy thì sau khi kết hôn còn giận nữa không? Dạ sau khi kết hôn thì dường như là cái cuộc sống của tụi em cảm thấy hạnh phúc hơn. Rồi có nghĩa là bây giờ cho anh hỏi là với một cái cô vợ rất là đáng yêu như vậy và trong một cái quá trình mà sống với nhau sau hôn nhân thì em thấy vợ em có điều gì chưa được? Ở vợ cơ bản là hoàn thiện, còn cái tính hơi bừa bộn một tí. Do đó thì mình thường xuyên là phải gấp đồ lại đó. Bỏ gọn lại. Rồi nấu ăn cho bà xã ăn. Ngoài ra còn gì nữa không? Tính tình thì sao? Cằn. Cọc cằn. Lúc xưa thì mình cọc cằn cô ấy. Giờ cô ấy trả thù. Cái cọc cằn đỉnh điểm của cổ là gì? Giận quá đập đồ bỏ đi. Em nghĩ thì chồng em thì nói em cọc cằn nhưng mà chồng em cũng vậy. Thường là ảnh cũng hay cọc lắm. Nói chuyện với vợ là hay nói chuyện kiểu trọng không á.
Em thì em không thích như vậy, vậy à? Là nói chuyện với vợ, nói chuyện với em tí. Ngoài ra còn gì nữa không? Chồng em ví dụ như là muốn làm một cái gì đó hay là cái gì cũng hỏi mình một tí. Với lại những cái gì mà làm không được á thì nói là làm không được, chứ hay hứa mà khi không làm. Có cái câu chuyện nào mà nó thể kể không? Dạ, ví dụ như là nói là đi mua xe tập đi cho con đi. Cứ ê à là nói đi, đi. Rồi sau đó cứ đi đi mà cả tuần lễ vẫn chưa thấy xe tập đi cho con. Thực ra thì có khi nào mà ở nhà đó em nói riêng với chồng những cái chuyện như em vừa tâm sự không? Dạ cũng có nhưng mà ít lắm ạ. Theo chị thì sau cái buổi mà mình gặp nhau như vậy nè, khi ở nhà em có một cái điều gì em không vừa ý với chồng, em nói thẳng với chồng luôn, không có để bụng nữa. Còn chị thì chị thấy rằng với một cô vợ dễ thương như vậy á, em nên quan tâm, chia sẻ nhiều hơn với vợ. Và còn một điều nữa là anh cũng muốn góp ý là em cũng phải nên nhẹ nhàng với vợ, bớt cọc cằn. Bởi vì nói gì thì nói, phụ nữ vẫn thích người đàn ông nhẹ nhàng với mình hơn. Đúng không nào? Vâng, xin cảm ơn hai vợ chồng. Và xin mời cặp vợ chồng tiếp theo. Chào cặp vợ chồng trẻ. Hai bạn có thể giới thiệu tên của mình. Em thì người gọi em là Masu. Masu. Dạ, em thì là Seri. Em tên Seri luôn hả? Dạ không, cái đó là cái nickname của tụi em. À, nickname. À, chị muốn là tụi em giới thiệu tên thật cơ. Dạ, em là Nguyễn Minh Hiếu, là em 25 tuổi. Em điện đang là kỹ thuật viên của công ty truyền thông. Còn em là Quỳnh Nhân, nên em 25 tuổi, em đang là nhân viên marketing. Hai bạn là tôi thấy là rất quen quen nha, như tôi đã gặp ở đâu trên truyền hình thì phải, đúng không? Dạ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, nhớ rồi nhớ. Dạ dạ, thì em muốn được kết nối trái tim đúng không? Dạ. Ủa, vậy là lấy nhau là qua chương trình đó luôn á hả? Dạ. Ôi thôi kể đi, kể đi, lúc đó là các bạn yêu nhau làm sao? Chương trình á là sẽ đón từng thành viên lên xe, thì em là nhân vật cuối cùng. Lúc đó thì trời mưa mà để em muốn nghe phà, nên lúc mà mấy bạn mà đi lại đón em á thì chỉ tặng mão mưa không à, nên em không biết mặt ai với ai hết á. Lúc lên xe mọi người mới tổ chức một trò chơi tập thể, thì lúc đó em với lại chồng em ở chung một nhóm, em lại bóc chúng những cái tiêu đề giống như là thẩm mỹ nè, làm đẹp nè, thời trang nè. Anh ấy lại hay giỡn giỡn là nói này thế nọ, nên lúc đó em nghĩ anh ấy chắc giống tụi em. Giống tụi em mà sao? Hai chị em. Hai chị em. Hai chị em trong một nhóm. Dạ nên em không có đề phòng anh ấy, chỉ đề phòng ba anh kia thôi. Thôi thôi, vậy à. Lúc đó thì em có thấy được cái điều nghi ngờ trong mắt của vợ em không? Tôi nói là cái tưởng là vợ mình thấy mình cũng cao to này kia, cũng thấy mình đẹp trai tí phái phái mình. Có đẹp trai không? Có đẹp trai không? Không không, em thì chứng lại là lúc ấy anh ấy không có cao to, chỉ cao thôi. Cao thôi chứ không có to. Không có to. Vậy là hôm lúc đó ốm mà mặc quần mà ống rộng rồi áo sơ mi thì em nhìn sao sao á. Vậy thì trong mắt Su thì sao? Để anh nghĩ rằng là em thì lúc đó thì không có cao to như bây giờ. Vậy thì cái lúc đó thì vợ của em có xinh đẹp như bây giờ hay không? Vợ em thì nói chung là từ lúc gặp đến lúc mà cưới, nói chung em sai lầm thôi. Sai lầm gì? Sai lầm gì? Sai lầm là tại vì sao em gặp vợ anh sớm hơn. Chị nhớ cái chương trình đó là gì nè, chị thấy em khóc rất là nhiều đó. Thậm chí anh cũng rất ấn tượng em, sao này nó bự con, sao nó khóc hoài. Đó, đó không, tại đó là cái chiêu. Tại vì mình phải là khổ nhục kế. Tại vì tấp 4 người con trai trên xe luôn mà. Mình phải làm sao mà gây ấn tượng. Cười cũng cặp cười rồi mà cũng không ấn tượng nhiều. Khóc, trời ơi. Ôi cái gì vậy? Trời ơi, lý do gì mà nó khóc nhanh được hay ta? Đừng có nói với anh là em mua cái chai thuốc nhỏ mắt nha. Lần đầu tiên á mà em thấy Masu khóc á, em có cảm giác như sao? Là cái lần mà tụi em làm công tác xã hội ở trên biển Hồ bên Campuchia. Lúc đó chia tay mấy em đó thì sự lúc đó em cũng hơi xúc động, em cũng có khóc. Nói nhưng mà em trốn ra ngoài em khóc. Cái trường học biển Hồ nó nằm trên cái tàu. Để mới ra em ngồi coi tụi nó chèo cái ghe về. Nhiều đứa có cái ghe mà bị lủng luôn á, nó vẫn vừa chèo mà vừa té nước. Thì em thấy tội nghiệp, cái nãy cái giờ cũng buồn buồn, cũng ngồi khóc tí. Vô tình cái khúc đó là máy quay lại quay cái cảnh mà mấy em học sinh đi về thì bắn em luôn. Thì tự nhiên cái ai cũng khóc của mình em lên. Em nói nghe nè, cái hành trình đó là các bạn ở chung với nhau bao lâu? Dạ, gần 2 tháng. Vậy thì lúc nào là cái lúc mà nảy sinh tình cảm? Chắc lúc gần. Rồi có hôn luôn lần đầu tiên ở tại chương trình không? Tại chương trình em không có hôn. Hôn mà phải có máy quay này kia rồi.
Thì lúc đó tụi em mới từ Campuchia về ở Phan Xích Long mình đây nè. Lúc đó bê đồ lên khách sạn, lên phòng giùm á. Thì lúc đó là mấy anh quay phim, ảnh cũng mới về cũng mệt, tranh thủ cắt máy quay, sạc pin đồ. Em xách cái đu lên trên phòng. Cái cô này vừa lên phòng, cô nằm e xuống dưới giường vậy nè. Cái em ngon men, ngon men. Em chè bên giường cái em hùng vô mắt cái không sao rồi sao má không cho má không cho má lúc đó em bỏ mắt ra em lúc đó dạ chớ chớ mắt gì đây nè giống như ngạc nhiên á xong rồi cứ như con gái mà 18 tuổi nghe thẹn nghe thẹn ụp mặt vô cái gối nè cái em mất cười em cười cái chạy xuống dưới luôn rồi còn lần thứ gì sao cái lúc đi hành trình á thì cũng tới một thời điểm nào đó thì bạn nam buộc phải tỏ tình với bạn nữ á mà em nói là em muốn đi tiếp nếu mà anh ấy đợi được em hay cho em thêm thời gian để em xác định tình cảm á nhưng mà anh ấy hình như đợi không được cái anh ấy mới nói là anh ấy sẽ tỏ tình với em nhưng mà anh ấy không có nói ngày chính xác mà em chỉ giống như linh cảm của mình là biết còn một hai ngày tới nữa thì cái lúc đó em nghĩ là thôi mai mốt gì đó má xu cũng rời hành trình rồi mà em ở lại hành trình nên ấy cho anh cái hôn nhỏ là cái hôn nhỏ hai cái giờ chủ động hả rồi về quê rồi hồi nãy giờ thì thấy hai bạn chia sẻ với nhau về những cái kỷ niệm về nụ hôn thì bây giờ hỏi nè cái lúc mà em tỏ tình lúc đó có khóc không khóc luôn em khóc nhẹ em chưa mà lúc đó có khóc giả không không khóc khóc thiệt mà em khóc ủa sao tỏ tình lại khóc là sao dạ tại vì tối hôm đó phải cách ly trước đó em biết vợ là muốn đi tiếp cái em về thì biết 99% là về mình rồi buồn thì cũng khóc nhiều tới sáng sớm cái anh ekip anh vô anh kêu em đi ra tự nhiên ảnh thôi đừng có buồn tự nhiên lúc đó òa em khóc em khóc từ trong khách sạn ngoài Hà Nội đi ra một cái đường gốc xứ á rồi đi ra ngoài tới cái hồ Tây khóc nửa tiếng trên xe á ai nói em cũng đến nhưng mà em nói anh Thuận nghe nếu mà anh Thuận là người ngoài á anh nhìn anh Thuận với chị Vân mà nhìn cái tình cảnh mà hai người đàn ông mà đi trên lầu xuống mà người đằng sau cứ khóc hổ mai mốt nhà em mà cúp nước là không có sợ rồi đó đúng không nửa tiếng đồng hồ đủ sức cung cấp mà ảnh vừa khóc mà anh Kim nói chắc em bị bỏ rồi mà thử ra anh chị mà nhìn vô hai người đàn ông người cứ rắn người cứ kêu đi có người ra một cái riếu chứ em bị bỏ rồi mà em thấy cái tình cảnh đó rồi em thấy cái tình cảnh đó rồi em có nở em từ chối lúc đó em không biết tại em chỉ tưởng tượng vậy thôi em cũng bị cách ly một khách sạn khác thì em đi ra em gặp thấy anh ấy ngồi ở đó lúc đó em ngồi ở đó khóc thì em quay cái mặt bờ hồ khóc thì nè xong mấy anh quay phim anh trọng mới nói rù rì tay sao á thì lúc về mới kể cho em nghe là đó là tao tưởng đâu mày nhảy xuống dưới đình kêu thằng Thanh tháo một bữa cho xuống ôi vậy hả nhưng mà dạo này chị thấy là em đúng là em có bự hơn rất nhiều so với cái lúc mà chị xem cái hành trình kết nối trái tim á đỡ chăm tốt quá mà đúng không giờ em chăm em lên được 20 kg vậy là chắc là cũng là dạ. Ăn nhiều lắm đó. Lúc đầu thì trên hành trình em có 73-75 kg còn giờ giờ em 93-95 kg vậy thì em có thể kể đi một cái quá trình mà em có thể nuôi chồng em từ 70 kg mà lên 93 kg hồi lúc đi trên hành trình mới mấy ngày đầu thì anh còn nhường em ăn mấy ngày sau anh nói em chắc mà ăn không nổi đâu anh ăn giùm em luôn vậy đó hả trời rồi sau cái hành trình đó có lên ký không thì sau hành trình em cũng lên 5-6 kg rồi về thì còn lên ký nữa rồi trong lúc mà em quen với ảnh rồi em có dẫn ảnh về nhà giới thiệu dạ có thì trong lúc mà lên ngồi ăn cơm ảnh có khép nép không dạ hơn thật ra thì nhà em có nuôi hai con chihuahua nhỏ xíu nó ăn thì cũng ít thì đến cuối ngày á thì mới cho hai con cưng nó ăn mà từ ngày quen anh thì mỗi tối anh đi làm về á thì anh ghé nhà em và anh ăn hết luôn của hai con đó rồi cho nên là bị hai bé chihuahua ghét không ban đầu á chắc có lẽ là trước đó thì Ma Su mỗi lần chơi những ngày đầu thì chắc là mấy con chihuahua nó còn chạy ra không mà sau này từ bữa đó gặp Ma Su cái nó còn chị hỏi thiệt nghe em á chị thấy trong cái chương trình đó em khóc rất là nhiều lần nhưng mà bây giờ hai vợ chồng mà đến với nhau rồi đó em mấy lần em phải khóc gì cổ vợ chồng em sau khi về quen nhau có một câu châm ngôn như vậy mọi thứ không tự động mất đi
mà chuyển từ người này sang người khác. Thì trên hành trình em khóc mướn nhiều á, về tới vợ mướn lại nhiều. Hôm nay rất là tình cờ gặp hai bạn ở đây, đã biết các bạn ở trên cái chương trình đó rồi, rồi lại thấy là các bạn đến với nhau trong cái tình cảm vợ chồng như vậy á, vui ghê lắm. Bây giờ có điều gì á mà cảm thấy rằng còn chưa hài lòng về nhau không? Nghĩa là sau khi tại vì hai bạn này ngộ hơn những cặp đúng khác vậy. Là như vậy nè, các bạn đã có một cái sự tìm hiểu cặn kẽ về nhau ở suốt cái quá trình mà đi tham gia, biết về công tác xã hội, sao ứng xử của đối phương của mình đối với xã hội, đối với mọi người, đối với những hoàn cảnh tất tần tật mọi thứ, không có cái gì mà giấu nhau được nữa. Rồi sau đó bây giờ lấy nhau được một thời gian cũng lâu rồi mà vẫn còn hạnh phúc như vậy á, nhưng thấy là rất là hay á, giống như là chuyện trên phim vậy đó. Nhưng mà đương nhiên là trong cuộc sống gia đình sẽ có những cái điều mình còn chưa thỏa mãn hết. Đúng vậy. Thì nhân cơ hội này đi, cũng là một chương trình rất là thực tế đây nè, góp ý thẳng thừng cho nhau đi. Nhưng mà giờ em thì cũng nghèo lắm, lúc chương trình không có đâu. Còn bây giờ là cái anh ơi, tôi thì muốn đi xem phim mà không nói thẳng vô đi xem phim đâu, nói anh có coi cái này chưa? Anh cứ đi một cái vòng tròn để về, chủ yếu để em trả về em đi xem phim. Có nghĩa là em muốn vợ em nói thẳng vào vấn đề chứ không đi vòng nữa. Thế thì còn ở Syria thấy chồng mình điều gì cần phải thay đổi? Về tới nhà là anh cứ chơi game mà, hoặc là rảnh chứ là anh chơi. Em cũng cảm thấy khó chịu, em cũng có nói. Ngoài mê game em còn mê gì khác? Anh cũng mê ngủ nữa. Bình thường á, mà ảnh đang ngủ á, mà con anh khóc là anh nạt con anh. Trời ơi, giống bình em, không? Giống em. Chồng ổng có, tại vì em chăm con xong rồi đêm nó khóc mà ảnh nằm ngủ ngáy vào hồi em tức chị. Cái em phải la con em cho con em nó khóc hơn. Cái ảnh thức dậy em chăm con em đi ngủ. Trời ơi, xài chiêu nữa. Không mà, hai vợ chồng em cứ tối con nó khóc mà ai mà đang chăm á, làm sao cho con khóc lớn lên nữa. Trời ơi, cái người ngủ á thức dậy cái xó cái đó, đứa đây em chăm, cái hoặc là em dậy nó, đứa đây em chăm em đi ngủ đi, cái dành chăm, cái người kia nằm ngủ sẽ lai liền. Thôi thì anh nghĩ là hai đứa cũng phải nên, người này không chăm con thì người này cũng phải lo chăm con chứ, có lý đâu mà bây giờ chọc cho đứa con mà nó khóc lên như vậy. Đúng không? Em chỉ chọc có hai lần rồi, còn anh chắc chọc cả chục quá. Thôi bỏ đi nha, bỏ đi cái đó không có được. Không nên, đó không nên. Bỏ đi. Và anh nghĩ em cũng bớt chút xíu ha, bớt nhõng nhẽo đi chút xíu, có cái gì muốn yêu cầu thì đi thẳng vấn đề, đừng đi vòng vòng. Masu cũng vậy, bớt ngủ đi chút xíu, bớt chơi điện tử chút xíu để mà lo con nhiều hơn, đúng chưa? Thực ra thì chị thấy rằng hai đứa em là một đôi rất là dễ thương từ ở hành trình kia. Bây giờ khi gặp các em ở đây, chị thấy là cái dễ thương đó nó vẫn còn y xì như vậy. Và chị nghĩ rằng cái việc mà hai đứa còn có những cái càm ràm về nhau á, nó là một cái tiểu tiết rất nhỏ, nó xíu dù xíu thôi. Riêng cái chuyện mà chọc làm sao cho con khóc là tuyệt đối với bọn cả.